khám phá và tìm hiểu những kiến thức trong các lĩnh vực của đời sống xã hội chính là tiêu chí mà chương trình Kiến thức gia đình muốn mang đến cho quý vị và các bạn. Nói đến nước Pháp không thể không nói đến nghệ thuật ẩm thực, nơi đây được xem là tinh hoa ẩm thực thế giới. Ẩm thực Pháp nổi bật bởi sự cầu toàn, hoàn hảo, tinh tế và đã được công nhận là văn hóa phi vật thể, là niềm tự hào của người con xứ sở này. Cùng với nghệ thuật ẩm thực tinh hoa, sự vượt trội về công nghệ, nơi đây đã cho ra đời những thiết bị nhà bếp thông minh tiên tiến vượt bậc. Trong đó phải kể đến Braun, thương hiệu thiết bị nhà bếp số 1 của Pháp. Braun là thương hiệu nổi tiếng với 5 trung tâm nghiên cứu và phát triển có trụ sở tại Pháp, với tiêu chí hoạt động và sản phẩm luôn đặt con người là trung tâm, sáng tạo, tiện dụng, bền bỉ và đưa ra những giải pháp đáp ứng nhu cầu hàng ngày. Đặc biệt, khi tập đoàn thiết bị gia dụng hàng đầu thế giới và lớn nhất Tây Ban Nha Fago Braun Group mua lại, Braun được tiếp tục duy trì vị thế thương hiệu số 1 trên thị trường Pháp và Tây Ban Nha. Dù có mặt ở Việt Nam từ tháng 11 năm 2014, nhưng các thiết bị nhà bếp Braun đã trở nên thân thiết khá nhanh với các gia đình Việt. Chương trình ngày hôm nay sẽ đưa thông tin chi tiết hơn về bếp cảm ứng từ Braun để có thêm sự lựa chọn chính xác cho mỗi gia đình. Có thể nói, trong những năm gần đây, khuynh hướng tiêu dùng cho không gian bếp của các hộ gia đình rất được chú trọng tới sự an toàn và tính thẩm mỹ cao. Không chỉ là thiết bị đun nóng làm chín thức ăn thông thường, chiếc bếp hiện đại phải hội tụ đủ các yếu tố an toàn, phù hợp với nhịp sống và tính phong phú của bữa ăn gia đình thời đại, tính thẩm mỹ cũng như hài hòa tổng thể kiến trúc của ngôi nhà. Bếp từ Braun được xem là lựa chọn hài lòng của những ai đã từng sử dụng bởi đáp ứng khá hoàn hảo các nhu cầu kể trên. Việc lựa chọn sản phẩm bếp từ có thương hiệu nổi tiếng nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu như Braun, giá thành ban đầu có thể cao hơn so với những sản phẩm thông thường, nhưng chi phí vận hành chỉ bằng 30-50%. Đây có thể xem là lựa chọn thông minh với những thiết bị sử dụng năng lượng hàng ngày trong gia đình. Với công nghệ cảm ứng từ nhiệt chỉ tạo ra khi tiếp xúc trực tiếp với đáy nồi, các vùng khác vẫn mát lạnh nên rất tiết kiệm điện năng. Khá thích ứng với nhịp sống bận rộn, sản phẩm bếp từ của thương hiệu này có khả năng điều chỉnh chính xác độ nóng từ 50W đến 3200W, ứng rất nhanh để thay đổi trong phần cài đặt nhiệt độ, giúp việc nấu nướng nhanh mà không lo bị cháy thực phẩm. Bạn có thể đun sôi 2 lít nước chỉ với 3 phút, trong khi với bếp ga bạn sẽ phải mất tới 9 phút. Với hệ thống hẹn giờ lên tới 99 phút, với bộ phận cắt tự động, bạn có thể nấu các món ninh, hầm mà không nhọc công lo canh lửa. Bề mặt bếp rất dễ dàng làm sạch do thức ăn không bị cháy trên mặt kính. Ngoài ra, bếp từ Braun còn có tính Bose công suất cực đại cho món bò tái vừa, đồng thời tích hợp 10 tính năng an toàn như tự động cảnh báo tràn và song chảo không có thức ăn, khóa bàn phím điều khiển, v.v. Đến từ kinh đô ánh sáng Paris, bếp từ Braun có vẻ đẹp sang trọng, độc đáo, mặt bếp có chiều rộng khác nhau. Bếp từ Braun còn có thiết kế mặt bếp Maison siêu lớn giúp thao tác không bị giới hạn, tiện lợi trong những buổi họp gia đình hay tiệc tùng cùng bạn bè. Chúng còn có thể đặt âm tủ đa dạng, dễ dàng phù hợp với các căn bếp nhà bạn. Thưởng thức bữa ăn gia đình và biến việc nấu nướng mỗi ngày là sự tận hưởng, không còn lo lắng mệt nhọc, dành thêm những nụ cười, những ánh mắt yêu thương gửi tới những người thân yêu. Đó cũng chính là thông điệp của chương trình gửi tới mỗi người, mỗi gia đình.